Em chào bác nhé. Ngày hôm nay thì em quay video về một dòng sản phẩm chính hãng của Gia, dòng van cơ, anh em gọi là cơ lái số cũng được. Bởi vì dòng này có gì vợt, đấy, có gì vợt các bác nhé. Có exciter đây, đấy, có cái con này là Gia TF9, sản phẩm chính hãng của Gia. Các bác có thể tham khảo được rất là nhiều trên thị trường, rất nhiều đơn vị họ đang kinh doanh dòng sản phẩm này. Cái nữa là cái dòng này thì đang có giá rất là hợp lý. Các bác theo dõi clip nhé, em sẽ báo giá trên clip luôn, trên video luôn. Đó, Atex. Đấy, con này rất là nhiều những cái cổng kết nối bằng hoa sen và carbon đều được hết. Dòng này có cổng quang, có Bluetooth, sản phẩm chính hãng của Gia. Các bác nhìn bên trong hộp thì nó cũng sẽ có cái phiếu bảo hành của hãng. Đấy, phiếu bảo hành của nhà hãng luôn. Và một bên trong này thì nó có một dâu Bluetooth nữa. Dâu với tút và dòng dây nguồn. Cái dây kết nối thì nhiều bác hỏi là sản phẩm có tặng dây kết nối hay không, thì giá bán của em hiện tại em đang bán cho bác anh em mọi người là 1.600.000 đồng mà chưa kèm dây. Đấy là cái giá bán lẻ của bọn em, còn nếu như bác nào lấy số lượng nhiều để về kinh doanh thì sẽ có cái giá tốt hơn. Đấy, sản phẩm Gia Karaoke Processo model TF9 bản black, đấy, màu đen. Thông tin rất là cụ thể của sản phẩm thì nó như vậy. Còn cái thằng này thì ở bên hãng thì họ đang bảo hành chắc là 12 tháng. Còn tích hợp rất là nhiều những cái chế độ cài sẵn. Đây là 8 cái chế độ cài sẵn. Và những cái đấy nó có thể tùy chỉnh được ở trên này. Nó sẽ hiển thị trên cái màn hình. Ở trên cái này thì nó sẽ đã được Việt hóa rồi. Chúng ta nhìn rất là dễ, tiếng Việt hết. Đấy, bên nhà hãng họ đã sửa Việt hóa cái thông tin ở trên con vang. Thì chúng ta mà chỉnh trên màn hình này nó hiện thông số rất là cụ thể. Ok nhá, em báo giá lại một lần nữa, các em bán cho bác anh em mình là 1.600.000 đồng. Đấy là giá bán lẻ của em. Sản phẩm chính hãng của Gia bảo hành 1 năm. Đấy, hôm trước thì bên em có chương trình là mua vang tặng mic, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vang bây giờ thì em hạ hẳn giá sản phẩm xuống luôn cho bác nào mà có nhu cầu mua hàng. Trong là hàng này thì giá như vậy quá rẻ rồi. Bây giờ anh em có thể dùng dòng này thay thế cho dòng Lake FX9 Plus. Bởi vì Lake đợt này có vẻ tăng giá, và thứ hai nữa là cái hàng đó thì nó lại không có gì vợt. Các bác mà dùng thì có thể là hát nó sẽ không hay bằng con này. Đấy, thông báo mọi người như vậy. Gia TF9 1,6 triệu đồng cho một con này. Ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với bên kênh của Quyết Audio các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với cái kênh của anh. Hai số điện thoại rồi. Có thể nhắn tin Zalo cũng được. Bọn em các bạn cũng sẽ có người trực và để nghe điện và chốt đơn của các bác. Rồi, video ngắn vậy thôi. Chào các bác nhé.